Dự đoán One Piece Chapter 1037, hồi tưởng của Kaido, Luffy bộc phát sức mạnh. Hello anh em, chào mừng anh em đã đến với channel Hồ Sơ On Piece. Năm mới đã đến, 2022 sẽ là một năm bùng nổ của On Piece với việc trận chiến lớn nhất đang đến cao trào. Cùng với đó là sức mạnh của các nhân vật chính đang phát triển vượt bậc. Nhiều bí mật đã được hé lộ và On Piece Film Red, bộ movie được đích thân tác giả chép bút, sẽ lên sóng màn ảnh rộng vào giữa năm 2022. Đây quả là những thông tin cực hot, anh em fan một miếng hứa hẹn sẽ có một năm đáng nhớ. Vậy để mở đầu năm mới, Oda sẽ mang đến độc giả những thông tin gì? Chapter 1036 ra mắt trước đó đã đem lại cho chúng ta những thông tin cực kỳ nóng hổi về cuộc chiến giữa vua King và vua địa ngục. Trận thu hùng đã có kết quả với phần thắng thuộc về anh đầu tảo. Ngay sau chiến thắng của Zoro, Oda đã có một màn điểm mặt như phim Cô Dâu 8 tuổi để giúp độc giả nắm bắt lại tổng quan chiến trận. Đặc biệt nhất là diễn biến trận đấu của hai kẻ đứng đầu, Đô âm nhạc và lù cao su họ vẫn đang so găng nhau giữa hai bên gần như không còn khoảng cách về mặt trình độ Luffy đấm Kaido Kaido cốc đầu Luffy cứ như thế họ thay nhau ăn hành rồi cười lên như hai thằng trời là đu đủ đó cũng là cảnh cuối của chương 1036 vậy thì chắc tầm 1037 sắp tới sẽ có những tình tiết hấp dẫn ra sao nào anh em hãy cùng mình đến với video hôm nay để cùng đưa ra một số dự đoán nhé lưu ý video này sẽ bao gồm những dự đoán cá nhân cùng một số thông tin dò dỉ từ các nguồn nước ngoài anh em có những dự đoán gì? Đừng ngần ngại, hãy bình luận bên dưới để chúng ta cùng bàn luận nhé. Action thôi. Đầu tiên, hãy cùng nói về những vấn đề cấp thiết cần được giải quyết nhé. Ở chapter trước, nhóm điệp viên CPO đã hạ gục x và một con number. Apu và một con number khác thì bỏ chạy. Hai tên sát thủ cũng nhận được thông tin. Okaban bị hạ. Nhất định chúng sẽ hội họp lại với tên còn lại để truy bắt Robin. Ta có thể thấy, hai tên điệp viên hạ Drake tương đối nhanh, chỉ vòn vẹn 4 chapter. Theo thời gian trong chuyện thì mình nghĩ chỉ tầm một phút, một thời gian ngắn như vậy, chắc chắn Robin và Brook chưa chạy đi xa. Với sự thông minh của mình, chắc chắn quý cô bằng mũ rơm sẽ biết đi tìm đồng đội để nhờ sự giúp đỡ. Hơn ai hết, một người chứng chạc và kinh nghiệm như chị Bin sẽ hiểu rõ tầm quan trọng của việc chơi hội đồng trong một cuộc chiến lớn như Wano Battle. Như đã nói ở nhiều video trước, khả năng cao Jinbe, Marco và Yamato sẽ là những người hỗ trợ được Robin. Với sức mạnh của đám sát thủ, không nhiều nhân vật Feta có thể đối chiến được. Như vậy, có thể Oda sẽ cho ta một chút hình ảnh về cuộc truy sát của CPO với Robin. Kế đó là vấn đề giữa Yamato và con quỷ Kazenbo. Cô nàng đã đến được kho vũ khí và nhờ Fuka ngăn cản con Rocky đang canh cửa. Việc cần làm bây giờ là dọn dẹp số thuốc nổ, tránh việc quỷ lửa tiếp cận và gây ra một vụ nổ kinh hoàng. Như đã biết, Yamato đã ăn trái doan thần thoại vệ lang đại khẩu. Cô có thể sử dụng những đòn đóng băng đối thủ. Chưa biết năng lực này có tác dụng với một con quái vật vô định hình hay không nhưng Yamato hoàn toàn có thể đóng băng thuốc nổ rồi cản chân Kazenbo. Chưa kể, Marco cũng giúp được cô nàng. Trước đó ta thấy anh đầu dứa đi cùng Izo, nhưng đến khi Izo đến chỗ Usopp thì Marco lại mất hút. Khả năng cao họ tách nhau ra, một người đi giúp Kin, Kiku và Usopp, người còn lại tiếp tục mục đích ban đầu là đến chỗ quỷ lửa. Đây cũng là một diễn biến có thể được lên sóng vì đảo quỷ cũng sắp đến hoa đô. Còn Kazen thì toàn đi xuyên tường nên sẽ nhanh chóng tới được hầm vũ khí nhắc đến việc đảo oni đến hoa đô thì ta không thể quên cậu nhóc dâm long lần gần nhất xuất hiện momo đang cố dùng hỏa vân như một sợi dây để kéo đảo onigashima về hướng ngược lại đây cũng chỉ là một biện pháp chống chế tạm thời nếu đây lại năm phút bị hoãn lại do momo ngăn cản thì Luffy sẽ có thêm thời gian chiến với sinh vật mạnh nhất lúc đó vị tứ hoàng này gục thì không ai có thể ngăn hòn đảo rơi xuống viễn cảnh đẹp nhất là oni áp sát thủ đô nhưng do tác động kéo của momonosuke mà hòn đảo chỉ đáp xuống cạnh hoa đô khi đó chiến trường vừa được mở rộng người dân vừa được an toàn. Nhưng đó chỉ là những diễn biến trong mơ. Trong một trận chiến lớn như thế này, không loại trừ khả năng bi kịch đẫm máu sẽ xảy ra. Nhất là khi Luffy đang thể hiện sự ngang trình với Kaido, trong khi vị tứ hoàng vẫn cố chấp di chuyển hòn đảo thay vì cho nó đắp đất và tập trung hạ Luffy. Ta có thể thấy, cậu nhóc dâm long đã thất bại khi cố gắng tạo ra hỏa vân riêng để chống lại mây của Kaido. Sức mạnh của vị tứ hoàng cứ phải gọi là bá con mợ nó đạo. Ông ta chiến giao hữu với Big Mom, rồi bán hành cửu hồng bao, cốc đầu năm tân tinh, sau đó đối đầu Yamato, và giờ là đối mặt một Luffy có 3 loại hàng ký cấp cao. Cứ phải gọi là Oda lỡ tay tạo ra boss hơi khủng nên giờ mang tiếng buff bẩn thắng con cưng. Những thông tin cũng có thể được Oda gửi đến trong chapter 1037. Đó là tình hình Zoro, Sanji cũng như Orochi và Hiyori. Ta có thể thấy con gái Oden đã ở trên đảo từ trước. tức cái bóng trong chapter 1004 cũng chính là Hiyori. Chưa biết cô có chuẩn bị gì hay không hay định chơi cho ôm nhau cùng chết với kẻ thù. Dù ra sao thì mình vẫn hy vọng tên Orochi chết nhanh cho rồi vừa xấu vừa yếu vừa dài, tên này xứng đáng là phản diện bựa nhất năm anh em ạ. Cuối cùng là trận chiến của Kaido và Luffy. Cuối chấp trước, Oda đã nhắc nhẹ về trận này. Cùng với đó là một tiếp cũ vẫn được lặp lại. Sanji hạ kẻ số 3, Zoro hạ kẻ số 2 và cuối cùng là Luffy gõ đầu trùng cuối. Oda đã mất khá khá thời gian cho những màn đấu tranh tâm lý của Sanji cũng như hồi tưởng của King và Zoro. Trong thời gian đó, Thầy Đô và cậu học trò mới nhận lù cao su vẫn cosplay thợ lặn trong nhiều chapter. Đã tới lúc họ ngóc đầu lên thở oxy. Những giai đoạn sau, chắc chắn Oda sẽ tập trung vào cuộc chiến này. Sau đó cắt bỏ những trận râu ria và hạ màn bằng cảnh Kaido bị hạ, kết thúc phần mở đầu, mở đường cho các kẻ thù mới. Chapter 1037 chắc chắn là khung cảnh Luffy đại chiến Kaido với những màn haki bùm chiếu, võ mồm oanh tạc, đặc biệt là đoạn hồi tưởng có thể lên ngôi. Anh em cũng biết rồi đấy, One Piece là bộ manga đặt nặng về cốt truyện, ân ế và tình tiết, nên những đoạn hồi tưởng được chen vào là điều hiển nhiên và đoạn hồi tưởng mình mong chờ nhất từ vị trí thầy đô là lý do ông ta tự tử, mục đích và quá khứ thật của vị tứ hoàng này. Tóm cái váy lại, chapter 1037 chắc chắn là đại chiến đô lù. Đây sẽ là một chapter hoành tráng để mở đầu cho năm mới 2022. Tiếp theo nội dung, ta hãy cùng nói qua về những thông tin do rỉ về chapter mới nhé. Dành cho anh em nào chưa biết, những bài spoil thường sẽ xuất hiện ở các diễn đàn quốc tế vào thứ ba hàng tuần. Tuy nhiên, nguồn gốc của các bài spoil ấy thường sẽ xuất phát từ Hàn Quốc thay vì Nhật Bản. Và với kinh nghiệm nhiều năm chém gió, với cương vị biên tập viên số 1 liều báo kinh tế, mình đã hóng hớt được một số thông tin như sau. Đầu tiên, tên chapter 1037 sẽ là Tứ Hoàng Kaido. Nó sẽ tập trung chủ yếu vào sức mạnh, quá khứ và cuộc đời của vị Tứ Hoàng. Đây có vẻ là một thông tin đúng. Trước đó, ta đã có những cái tên chap như Sanji vs Queen, Zoro vs King. Nếu giờ làm quả Luffy vs Kaido thì chắc thầy đô ra đi trần lại toát. Trong khi đó, Đô âm nhạc là một hải tặc vang danh, một tứ hoàng lừng lẫy và là hải tặc mạnh nhất đương thời. Cần nhiều chapter hơn để ta hiểu rõ nhân vật này. Khác với Roger hay Dâu Trắng, Kaido là một phản diện nên sau khi bị hạ, ông ta sẽ không được nhắc lại qua các đoạn hồi tưởng của các nhân vật khác như những gì mà cố vũ hải tặc hay người đàn ông mạnh nhất thế giới đã có. Tuy vậy, Thay Đô là một phản diện sâu sắc với tố chất đủ để làm một phản anh hùng. Oda có thể tạo ra vài flashback về quá khứ vị tứ hoàng. Qua đó cũng hé lộ thêm nhiều bí ẩn thế giới Thông tin kể đến là về pha chơi chữ của Oda. Theo bản Spoil thì trong 1037 được lấy cảm hứng từ một chương truyện cách đó 1000 chapter, tức chương 37 One Piece. Chương này nói về trận chiến Luffy và Kuro. Đặc biệt là nó giải thích lý do tên Kuro này muốn tự sát. Bắt cầu qua mươi 1037, một chương được dự rằng sẽ xoay quanh Luffy và Kaido. Nếu thật sự Oda muốn mở đầu năm mới bằng chương truyện độc đáo như vậy thì khả năng rất lớn ta sẽ biết được lý do Kaido muốn tự tử. Thay đô nổi tiếng là thanh niên thích tự tử, Giang hồ đồn rằng số lần thầy đô tự sát còn nhiều hơn số lần Crust từ chối bạn. Theo thống kê thì tất cả các lần sinh vật mạnh nhất thế giới tìm cách tự giết mình thì ông ta đều thất bại. Kể cả dùng súng ống, đại bác hay đao kiếm cũng không làm gì được cơ thể bất hoại của thầy đô. Ông từng bị cả kẻ thù lẫn hải quân bắt nhưng họ đều bó tay trước lớp da cay đô. Đây là một dấu hỏi sơ to trà bá của fan. Nếu đủ sức bắt cay đô thì làm thế đách nào không giết được vị tứ hoàng này? Và những thời điểm thầy đô bị bắt là khi nào khi còn trẻ hay lúc đã đạt được trình tứ hoàng? Liệu có phải ông ta nhàm chán vì quá vô đối hay Kaido muốn bộc phá hơn năng lực thanh long hoặc dòng máu quỷ tộc? Tất cả sẽ sớm được giải đáp anh em ạ. Nếu chép mở đầu năm 2021 là trận chiến mà ở đó, Nam tân tinh dẫn đầu thời đại cũ đứng đối mặt với hai tứ hoàng, hai tượng đài của thời đại cũ, nơi mà Luffy gõ đầu Kaido và ghi tên mình vào bảng vàng danh vọng, sánh vai các đại hài tặc như Rock Dissabit, Roger, Dâu Trắng hay Shanks, Thì trong chapter đầu năm 2022 này, bản spoil cho biết cuối chap mới Luffy sẽ bật Gear Fifth để chiến với thầy đô. Thông tin này có thể đúng cũng có thể sai. Nếu vừa comeback sau thời gian mất hút mà Oda lại cho thằng con cưng bật mốt mới thì có vẻ hơi buff. Nhưng qua những gì đã làm với trận chiến của Zoro và Sạn, có thể tác giả sẽ tất tay đầu tư mạnh cho Luffy. Việc tăng tốc độ phát triển nhân vật cũng như thúc đẩy nhịp phim là điều có thể xảy ra. Nhất là mươi 1037 là chương mở đầu một năm mới với nhiều cao trào. Có lẽ Oda Sensei sẽ tạo ra địa chấn với Gear Fifth của não cao su làm điểm nhấn anh em ạ. Mình từng nói rằng Luffy có thể không thức tỉnh trái ác quỷ và Gear Fifth là trạng thái Luffy kết hợp Haki cấp cao với Gear Ford, vì nếu cho anh men bộc phá nhiều tiềm năng trong một ác thì dễ dính drama, nhưng lại có một số thông tin trên các diễn đàn lớn spoil rằng Gear Fifth là trạng thái thức tỉnh ác quỷ kết hợp Haki cấp cao và năng lực của nó là biến mọi thứ thành cao su, tương tự năng lực hóa tơ mọi vật của Doflamingo và nhờ năng lực này, Luffy cứu được thảm cảnh đảo Oni rơi. Thậm chí người này còn nói rằng Rock là một Lunarian giống như King. Thông tin này có vẻ ảo ma và chưa có độ xác thực. Đây chỉ là những dòng spoil từ một tài khoản Hàn Quốc đăng trên Internet. Tuy vậy, ta không thể chắc chắn nó không xảy ra. Khi mà tác giả nhiều lần hé lộ ai chiến thắng trận này sẽ đến rất gần với kho báu One Piece và danh hiệu vua hài tặc, chứng tỏ bộ chuyện sắp đến hồi kết. Còn thông tin dò dỉ về tên chương 1037 cũng như việc nó được lấy cảm hứng từ chat 37, mình tin có thể xảy ra vì người đưa ra thông tin này đã đoán đúng gần như hoàn toàn chap 1034, 1035 và 1036 trước đó. Kết hợp với những dự đoán cá nhân, mình đã nói ở đầu video. Có thể chap 1037 sẽ là trận chiến hoành tráng giữa hai con quái vật để mở đầu năm mới và sẽ tập trung xoay quanh Kaido, những bí mật và quá khứ của vị tứ hoàng. Cuối chương sẽ là cảnh Luffy bộc phá sức mạnh thực đại mở đầu cho diễn biến các chương truyện sau. Cuối video là một tí thông tin quảng cáo nhẹ. Bọn mình có một group Facebook tên là Top Manga đây là nơi mà anh em có thể thoải mái chia sẻ, bàn luận các chủ đề về One Piece. Link mình để dưới phần mô tả, nhớ tham gia nhé! Và trên đây là video về những dự đoán cá nhân và spoil dò dỉ từ các diễn đàn lớn. Rất cảm ơn anh em đã xem video, nhớ like và đăng ký kênh để bọn mình có động lực tạo ra những video hay hơn. Hẹn gặp lại anh em trong video sau. Bye bye!